ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup vừa thành lập công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM, Green Smart Mobility, chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô, xe máy điện và dịch vụ taxi VinFast. Theo thông tin báo chí mà Vinatix Network tổng hợp, thì công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng do ông Phạm Nhật Vượng thành lập với 95% cổ phần. Toàn bộ xe do GSM cung cấp và sử dụng là ô tô và xe máy điện VinFast, với quy mô đầu tư là 10.000 ô tô và 100.000 xe máy. Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc công ty GSM, đơn vị này được thành lập nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh và thông minh tại Việt Nam, cung cấp cho người dân thêm lựa chọn để có thể sử dụng xe điện với chi phí hợp lý. Và mới đây, công ty taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng loan báo đăng tin tìm đối tác tài xế, cam kết lương cứng lên đến 11 triệu đồng, hoa hồng 25% tổng doanh thu tháng. Khi trở thành đối tác, tài xế sẽ được cam kết mức lương cứng 11 triệu đồng một tháng, kèm theo hoa hồng lên đến 25% tổng doanh thu tháng. Tài xế được tham gia bảo hiểm xã hội sau 2 tháng thử việc, được đào tạo về ngành dịch vụ vận tải. Để gia nhập GSM, tài xế cần sở hữu bằng lái xe B2 trở lên, độ tuổi từ 21 tới 55, có kinh nghiệm lái xe 6 tháng, từng cộng tác với các hãng xe công nghệ, taxi truyền thống, lái xe hợp đồng là một lợi thế. Hy vọng, công ty xe điện này ra đời sẽ góp phần làm giảm lượng di chuyển bằng xe nhiên liệu hóa thạch, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như giảm giá thành vận chuyển của người dân. Vinatix Network tổng hợp.